chấn động, tiên tri báo trước về vận mệnh cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ 65 đến 69 tuổi, tuyệt đối cần tránh ba điều này. Kẻo mất sạch của cải, lụi bại cả nhà, tránh được là tài lộc bùng phát, đổi đời giàu sang viên mãn. Canh Tý tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, thu đông xanh đặng thời yên, có phần sung sướng như cua đủ càng, xuân hạ lỗi số cực thân. Làm ăn có của thế mà phải lo, năm xưa giận thế dở dang, tới hồi giận đỏ lại càng vinh hoa, bởi nhờ kẻ quý giúp ta, sau này lập nghiệp vinh hoa thanh nhàn. Số người tính đức hiền lương, nhưng mà anh em chẳng thuận chẳng hòa, có tay tạo lập cửa nhà, phước theo giận cuối tới già hiển dinh. Quý vị tuổi Canh Tý thân mến, cổ nhân từng nói rằng, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy ta thấp kém hơn người khác một bậc, cũng như phú quý và hào hoa cũng không cho thấy ta hơn người khác một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại những khó khăn và thất bại chực chờ sẵn, điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thời vận là gì? Và liệu con người có thể thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được chuyển qua nhiều đời người. Có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của, nhưng có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ thất bại. Người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời. Từ đó, để tận dụng thời điểm vàng nắm bắt cơ hội xoay chuyển vận mệnh, các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dốc công nghiên cứu và nhắc mệnh cho tuổi Canh Tý 1960, từ năm 65 đến 69 tuổi. Trước đây tuổi Canh Tý 1960 vận trình không ít khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán. Nhưng vì lúc sinh thời đã phải chịu nhẫn nhịn, chịu đựng vô số bỉ cực quất ức, người đời chèn ép, kẻ gian hãm hại, nên từ năm 65 đến 69 tuổi cần cấm ba điều này là mọi khổ nạn trong đời lập tức giao quán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc, ba đời thịnh vượng. Vậy ba điều cần tránh xa là gì? Vận trình của người tuổi Canh Tý 1960 sẽ được an bài như thế nào? Từ 65 đến 69 tuổi, mời quý vị cùng chiêm niệm ngay sau đây. Theo tử vi, người sinh năm 1960, theo dương lịch, tính từ ngày 28 tháng 1 năm 1960 đến ngày 14 tháng 2 năm 1961 là người tuổi Canh Tý hay tuổi Chuột, là linh vật đầu tiên trong 12 con giáp. Chính vì thế mà những người tuổi Tý thường có tài năng lãnh đạo, quản lý tốt trong công việc và cuộc sống. Theo quan niệm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, người sinh năm 1960 sẽ thuộc mệnh thổ, trong bích thượng thổ, nghĩa là đất tò giò. Trong đó mệnh thổ là đại diện cho đất, là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, sự sống, đồng thời đất cũng tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Người mang mệnh thổ thường được biết đến là có tình cảm đong đầy, chăm chỉ và lý trí. Theo thuyết ngũ hành, mệnh thổ tương sinh với mệnh hỏa và mệnh kim, tương khắc với mệnh thủy và mệnh mộc. Quý vị thân mến, bằng việc tìm cho mình những con số may mắn, bạn có thể ứng dụng trong việc sử dụng sim số may mắn hay nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của mình, nhằm mang đến tài vận tốt. Theo đó, nam mạng sinh năm 1960 phù hợp các con số may mắn là 2, 5, 6, 7, 8, 9, và nữ mạng sinh năm 1960 thì phù hợp với các con số may mắn là 2, 5, 6, 7, 8, 9. Sự xuất hiện của những con số này sẽ giúp cho quý mệnh chủ có thêm nhiều bạn bè mới, bởi sự thiện cảm giúp bản cải mệnh về gia đình, tình duyên. Theo phong thủy, năm sinh 1960 được khuyên nên sử dụng các màu cam, đỏ, tím, vàng và nâu để tăng cường sinh khí, hút tài lộc, cải thiện công danh và sức khỏe. Những màu này có thể được áp dụng cho nhiều đồ vật khác nhau như xe cộ, đồng hồ, trang sức và vật dụng gia đình. Màu kỵ cho người sinh năm Canh Tý 1960 gồm màu xanh nước biển và đen, vì vậy nên tránh sử dụng các màu này trong cuộc sống của mình, để tránh ảnh hưởng đến nguyên khí, tinh thần và sức khỏe, cũng như để tránh đầy lũi các cơ hội và may mắn đến gần bạn. Trong lĩnh vực kinh doanh, để phát triển công việc, đạt được nhiều doanh thu và lợi nhuận, ngoài kinh nghiệm và sự nỗ lực, còn cần có một chút may mắn và khả năng nắm bắt thời cơ. Do đó, đối với nam mạng sinh năm 1960, muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nên tìm kiếm và hợp tác với những người sinh năm Tân Sửu, Đinh Mùi và Giáp Thìn. Nữ mạng sinh năm 1960 cũng nên kinh doanh cùng với những người sinh năm Tân Sửu, Đinh Mùi và Giáp Thìn để đạt được kết quả tốt nhất.
Những người tuổi Canh Tý mang vẻ bề ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng bên trong là trái tim mạnh mẽ, cứng rắn không ai bằng. Đặc biệt tuổi này dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai khác. Họ thường tỏ ra khó chịu với những câu hỏi xoáy sâu đời tư. Vì thế, đừng tỏ ra thân thiết hay quan tâm họ bằng những câu hỏi. Tuổi Canh Tý là những người tài năng. Nếu họ có thể tận dụng tốt khả năng của mình và phát huy tốt thì cơ hội thành công khá dễ dàng. Tuy nhiên, họ chỉ thể hiện năng lực của mình ra ở nơi nào họ có cảm giác an toàn. Điều này mới đảm bảo họ thoát khỏi những lo lắng để hoàn toàn tập trung vào công việc. Sự nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với người tuổi Canh Tý và họ luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Người tuổi Canh Tý là người tinh tế, trực giác vô cùng tốt, nên có những thứ không ai nhìn nhận ra họ vẫn biết. Thế nên mỗi khi họ nói ra điều này dễ bị khác hiểu lầm. Hơn nữa, họ cần cố gắng tránh suy nghĩ quá nhiều, nếu không rất hay buồn tủi, dẫn đến trầm cảm. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý có nhiều tài lẻ, tư duy nhạy bén và cũng rất chăm chỉ, cần cù. Đứng trước một công việc nào đó, họ thường tìm ra con đường tư duy nhanh chóng và hiệu quả nhất. Họ luôn có tinh thần trách nhiệm, túc trí đa mưu và dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Với tính cách tuổi Canh Tý khá kiên định, họ cũng không dễ từ bỏ mục tiêu của mình. Nhược điểm đáng lưu ý nhất của họ chính là quá mẫn cảm với mọi việc. Nếu bị khiển trách hoặc bị sỉ nhục, họ thường cảm thấy mình yếu kém, thế giới như sụp đổ. Nếu là nhân viên, họ thường nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Đôi khi họ cũng để mất sự tự chủ vì một vài câu chuyện cười quang đường nào đó. Tuy nhiên, không cần phải quá lo lắng bởi họ hoàn toàn có thể vượt qua được điều này chỉ trong một thời gian ngắn. Khi làm việc, họ luôn rất cẩn trọng và nhiệt tình. Họ thích hợp với những công việc mang tính tập thể, nên lúc nào cũng cần có sự cổ vũ, động viên của mọi người xung quanh. Nếu làm chủ, họ rất công bằng, chính trực và thú vị. Họ không muốn tạo nên bất cứ một xích mích nào với nhân viên của mình và sẽ cố gắng động viên, khuyến khích họ ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy đôi khi cũng nói những lời châm chọc, nhưng về cơ bản họ sẽ là những người chủ tốt. Hôn nhân của người tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý luôn cần có cảm giác an toàn do hôn nhân mang lại. Họ sẽ luôn chung thủy trong tình yêu và cũng đặt ra những yêu cầu rất cao cho người yêu của mình. Họ yếu đuối ngay cả khi vui vẻ cũng như khi gặp thất bại, nên luôn cần nhận được sự an ủi của người khác. Với tính cách tuổi Canh Tý, nếu là đàn ông, họ là những người thẳng thắn, không thích vòng vo. Họ cũng sẽ nói ngay nếu gặp phải một chuyện gì đó không hài lòng. Họ coi trọng thực tế, không thích những hành động phù phiếm. Tuy nhiên, họ lại rất chung thủy với người mình yêu và sẽ không bao giờ mang tình cảm ra làm trò đùa. Phụ nữ tuổi Canh Tý là những người nghiêm túc trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôn trì của họ là nghiêm túc và chung thủy, không mang tình yêu ra làm trò đùa. Đầu tiên là vận trình tuổi Canh Tý từ 65 tuổi về công việc sự nghiệp. Có thể thấy rằng ở độ tuổi 65 này thì hầu hết các bác tuổi Canh Tý đã về hưu, nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, vẫn có những bác do đặc thù công việc theo nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc nhận làm thêm và nhiều bác không được may mắn khi vẫn phải lo kiếm sống mỗi ngày. Và từ 65 tuổi là giai đoạn tốt về mọi mặt cho tuổi Canh Tý 1960, đặc biệt trong chuyện làm ăn, họ sẽ nhận được nhiều cơ hội kinh doanh, phát tài, phát đạt. Đồng thời, trong năm này nếu có gặp trắc trở nào thì đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Bên cạnh đó, người tuổi này sẽ gặp được những người đối tác lớn và đáng tin cậy. Họ sẽ cùng tuổi 1960 tạo nên một năm thịnh vượng. Tuy vậy, Canh Tý cũng nên tính toán kỹ càng và có cái nhìn thấu đáo trước khi đầu tư hay kinh doanh. Canh Tý từ 65 tuổi, nếu có mở rộng phát triển việc làm ăn buôn bán hay động thổ xây nhà, thì hãy nên xem ngày tốt xấu để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Theo dõi tử vi của 12 con giáp tuổi Canh Tý hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong thời gian này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là thời điểm có sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Thêm chính quan độ mệnh, tuổi Canh Tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc, bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc. Ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Giai đoạn này cũng cho thấy Canh Tý có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu, bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tăng dụng sức mạnh tập thể.
vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm cho mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, bản mệnh cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, lúc này Canh Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong thời gian này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều các tinh sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, tuy không gây ra hậu quả lớn, nhưng bản mệnh cũng trở nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân, đấu đá cạnh tranh, do đó làm gì cũng nên thận trọng tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, thắng không kêu để tránh rước thị phi. Về phương diện tài lộc, từ 65 tuổi, về mặt tài chính, tuổi Canh Tý sẽ không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì tiền sẽ vào như nước chảy. Mọi kiến thức tích lũy trước đây sẽ là trợ thủ đắc lực để giúp họ dễ dàng có được những mối làm ăn béo bở. Nhưng dù kiếm được kha khá tiền của, các bác sinh năm 1960 hãy nên tiết kiệm và chi tiêu đúng mực. Đó sẽ là một khoản đầu tư cho tương lai của bản thân hoặc con cháu và cũng có thể phòng thân sau này. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Tý cũng có thời điểm dưỡng tài dưỡng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, Canh Tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đựng tắc kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh. Tốt nhất Canh Tý chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để bạn hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh. Làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại, tài chính dư dả, nên Canh Tý muốn làm gì thì làm nấy không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về vấn đề sức khỏe, ở phương diện sức khỏe, người tuổi 1960 Canh Tý chăm sóc bản thân khá tốt. Họ tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ. Nhờ đó, dù ở ngưỡng tuổi 65, họ vẫn mạnh khỏe như thanh niên trai tráng, phong độ lịch lãm. Mặc dù là vậy, Canh Tý vẫn cần cẩn trọng cho mọi hành động, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra, cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong thời gian này, kẻo gia dấp ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Về gia đạo và tình cảm, tuổi Canh Tý có cuộc sống gia đạo bình yên, hòa thuận và con cháu hiếu thảo. Từ 65 tuổi, những đứa con, người cháu xa quê sẽ quay về quê hương đoàn tụ với gia đình. Đây là dịp gia đình quây quần bên nhau và rộn rã tiếng cười sau những năm tháng chia cách. Thêm vào đó, người tuổi 1960 sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn tri kỷ đã lâu không gặp. Cuộc tái ngộ này vô cùng ý nghĩa với Canh Tý, khơi lại những kỷ niệm tươi đẹp đáng nhớ. Về cuộc sống hôn nhân, Canh Tý vẫn duy trì tốt mối quan hệ với người chồng, người vợ của mình. Họ có sự gắn kết vững chắc và tình nghĩa vợ chồng đậm sâu. Vì thế, người bạn đều có tuổi 1960 sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trong những năm tháng này. Không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không?
Cùng xem vận mệnh người tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Giêng. Tháng 1 âm lịch, sinh vào tháng Giêng, những chú chuột được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, dù giàu hay nghèo, họ cũng chẳng lo thiếu thốn bởi lộc ăn lộc uống dồi dào. Thiên hướng ẩm thực của họ khá đặc biệt, ưa thích món thịt, tuy nhiên, việc ăn quá nhiều có thể khiến họ hồ đồ và lẫn lộn tâm trí, tính cách của họ tự lập, khả năng thích nghi cao, nhưng đôi lúc cũng cao ngạo, khi đã phục ai, họ tuân theo răm rắp, cuối đời, họ thường an nhàn, thành thơi, dành thời gian cho sở thích ăn uống, tuy nhiên, đầu óc lúc này có thể không được tỉnh táo như trước. May mắn hơn nữa, người tuổi Canh Tý sinh tháng riêng, còn được phúc lộc tổ tông, mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, họ luôn được bể trên nừng đỡ, phù hộ, có cuộc sống hạnh phúc. Từ nhỏ, họ được cha mẹ, anh em yêu thương đùm bọc. Khi lớn lên, họ được bạn đời chăm sóc chu đáo. Nhờ vậy họ không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. 2. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2, người tuổi Canh Tý mang bản tính nhút nhát, dù cố tỏ ra mạnh mẽ vẫn không giấu được lòng lo sợ. Tuy vậy, cuộc sống của họ êm ấm, được nhiều người yêu mến bởi tính cách nho nhã và ôn hòa, khéo léo trong giao tiếp và khoáng đạt. Họ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Sự nghiệp tuy không quyền cao chức trọng nhưng cũng gặt hái thành công, đặc biệt trong lĩnh vực văn chương. Thông minh và đỉnh ngộ, họ vượt qua nhiều gian khổ, thậm chí thoát khỏi hiểm nguy một cách may mắn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn an yên và hạnh phúc trong hơn nửa đời người. Họ tài hoa xuất chúng, nổi bật về thơ văn và nghệ thuật. Tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng nhưng thiếu quyết đoán khiến họ khó thành đại sự. Được tổ tông che chở, họ có cuộc sống ổn định, anh em hòa thuận yêu thương. Nếu theo nghiệp văn chương, làm việc liên quan đến chữ nghĩa, họ có thể thành danh nhưng khó nắm giữ vị trí cao. Thời trẻ vất vả, học hành chăm chỉ và phấn đấu hết mình sẽ mang lại lợi ích cho công việc sau này. 3. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3, người tuổi Canh Tý phải chịu tang môn, đi đâu cũng gặp chuyện tang tóc, bổng lộc, rượu thịt đến với họ cũng xuất phát từ những chuyện buồn đau. Số mệnh của họ hẩm hưu có thể phải xuất gia. Tuy nhiên, nếu họ giữ được tâm trí bình an, tu thân dưỡng tính, không tham lam và biết phấn đấu thì sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn khi về già. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 nhút nhát, thiếu quyết đoán, mang số mệnh cô đơn, yếu đuối, nhưng lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể coi nhẹ vật chất, chán ghét thế gian và không tham sân si, vì vậy họ có suy nghĩ xuất gia để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn. 4. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Cuộc sống của họ thường bôn ba vất vả, thiếu đi sự che chở của quý nhân, buộc phải tự mình đương đầu với mọi gian truân thử thách. Con đường họ đi trong gai đầy rẫy khó khăn, luôn phải đối mặt với sự quấy phá của kẻ tiểu nhân, khiến vận hạn ngày càng chồng chất. Tuy số phận không mấy mỉm cười, nhưng may mắn thay, họ lại được ban tặng một lương duyên viên mãn. Người vợ chồng chính là quý nhân phù trợ, giúp họ hóa giải vận hạn, xoa dịu những gian nan trong cuộc sống. Nhờ có sự đồng hành và hậu thuẫn của người bạn đời, những người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch sẽ dần gặt hái được thành công, đặc biệt là từ tuổi trung niên trở đi. Khi ấy, họ sẽ gây dựng được cơ đồ vững vàng, tiếng tăm lừng lẫy, được nhiều người kính trọng. Dẫu vậy, cuộc sống của những người Canh Tý sinh vào tháng 4 âm lịch nhìn chung vẫn gặp nhiều gian nan, vất vả, tình hình tài chính của họ không mấy khả quan, không được hưởng phúc từ tổ tiên. Cũng chẳng có lộc hương quả để lại cho con cháu, mối quan hệ anh em trong nhà nhạt nhòa, thiếu sự gắn kết, khiến họ khó lòng nhận được sự trợ giúp từ người thân ra ngoài xã hội. Họ cũng hiếm khi gặp được quý nhân phù trợ, dẫn đến sự nghiệp khó lòng suôn sẻ. Số phận hẩm hiu khiến họ thường xuyên phải chịu đựng sự khinh miệt, ức hiếp từ người đời. Tuy nhiên, vận mệnh con người luôn có thể thay đổi. Nếu may mắn sinh vào giờ đẹp, ngày đẹp, những người tuổi Canh Tý này hoàn toàn có thể hóa giải bớt phần nào vận hạn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. 5. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, tiết mang chủng, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này mang số mệnh bôn ba, vất vả, phải chạy ngược chạy xuôi khắp chốn để mưu sinh. Họ nổi tiếng là những người tham công tiết việc, chăm chỉ làm lụng đến quên ăn quên ngủ. Bất cứ khi nào nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, họ đều không quản ngại khó khăn, dốc hết sức mình để nắm bắt, không để lỡ cơ hội nào,
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch được hưởng vận mệnh khá tốt đẹp, cuộc đời họ sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành đại gia giàu có. Họ tự mình gây dựng cơ nghiệp, không ngại gian khổ, luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn. Nhờ vậy, họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy làm tấm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay họ tạo dựng, tuổi già được hưởng an nhàn, hạnh phúc. Tuy cuộc sống ban đầu khá vất vả, nhưng người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 này lại có số hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Dù không nhận được sự trợ giúp từ bố mẹ, anh em, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, nhưng họ lại được trời phú cho trí thông minh, nhanh nhạy, cùng ý chí kiên định, không ngừng phấn đấu. Nhờ vậy, chỉ với hai bàn tay trắng, họ vẫn có thể gây dựng được cơ nghiệp vững vàng. Bước ra xã hội, họ may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Sự nghiệp tuy có thăng trầm, nhưng nhìn chung vẫn phát triển thuận lợi. Tài lộc ùn ùn kéo tới, đến tuổi trung niên, họ đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, trở thành người cự phú, khiến bao người ngưỡng mộ. 6. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch, tiết tiểu thử, dương khí dồi dào, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tốt, là thời điểm vô cùng may mắn cho những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này. Họ sở hữu tính cách sôi nổi, hoạt bát, tràn đầy năng lượng và sức khỏe dồi dào. Theo quan niệm xưa, những người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 nên sinh sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước để đón nhận tài lộc và may mắn. Nhờ vậy, họ có cơ hội to lớn để gây dựng sự nghiệp vang dội. Tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, tổ tiên cũng không để lại nhiều tài sản, nhưng người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 lại có ý chí nghị lực phi thường. Họ tự lực cánh sinh, từ tay gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lục thân không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng họ không hề nản lòng, luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Trên con đường sự nghiệp, họ may mắn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải những khó khăn, thử thách, khiến họ cảm thấy bất lực, muốn làm mà không đủ sức. Song, với bản tính kiên cường, ý chí sắt đá, họ không bao giờ khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm cách vượt qua để đạt được thành công. 7. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, tiết lập thu, trời đất vào thu, hoa trái trĩu quả, báo hiệu mùa thu hoạch bội thu. Người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này cần cẩn trọng, giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống để đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ sở hữu tính cách phóng khoáng, khoan dung độ lượng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và có khả năng làm nên việc lớn. Cuộc đời của người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch có cả thành công và thất bại, nhưng nhìn chung họ vẫn được hưởng phúc lộc trời ban nên không lo thiếu thốn. Dù gặp phải tai họa, họ vẫn có đủ cơm ăn áo mặc và luôn giữ được tinh thần lạc quan, bản tính cương nghị, giúp họ không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng không bao giờ hạ mình cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, là người may mắn được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch thường sinh ra trong gia đình giàu có, thừa kế tài sản dồi dào, cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp đỡ họ trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái hòa thuận êm ấm, họ được hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang mà không cần phải vất vả quá nhiều. Tâm địa thiện lương, sởi lởi phóng khoáng, khoan dung độ lượng, người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Nhờ vậy họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và hiếm khi gặp phải tai họa lớn, mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Họ là niềm tự hào của gia đình và là tấm gương sáng cho cộng đồng. 8. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tiết bạch lộ, là thời điểm vô cùng may mắn cho những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này. Họ được hưởng vận mệnh tốt đẹp, cuộc sống giàu sang, sung túc, vinh hiền, và nhận được sự trợ giúp quý giá từ người bạn đời, sở hữu tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Trong cuộc đời, họ may mắn có được sự che chở, giúp đỡ của nhiều quý nhân, giúp mọi việc họ mưu cầu đều thành công như ý. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ, họ gặt hái được nhiều thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Đồng thời, họ luôn chú trọng tu tâm dưỡng tính, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Theo tử vi, những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 8 âm lịch sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, sung túc. Họ sinh ra trong gia đình có tổ tiên nhiều phúc đức, cha mẹ hiền hòa, thương yêu,
tạo điều kiện tốt nhất cho họ phát triển. Nhờ vậy, họ có cơ hội học hành đến nơi đến chốn, trau dồi kiến thức và kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công sau này. Trên con đường sự nghiệp, họ luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để họ phát huy hết tiềm năng của bản thân. Nhờ có tài năng, trí tuệ hơn người, họ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công vang dội và gặt hái được nhiều tài lộc. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 còn được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, tài năng xuất chúng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn chương. Nhờ vậy, họ được nhiều người mến mộ, kính trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. 9. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, tiết hàng lộ, là thời điểm se lạnh, báo hiệu mùa thu đã đến. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này sở hữu tính cách trầm ổn, chín chắn, không thích ồn ào náo nhiệt và cũng không thích làm người nổi trội. Ngay từ nhỏ, họ đã có phần nhạy cảm với thời tiết lạnh, tuy nhiên lại may mắn được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên, tính cách thiếu quyết đoán có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc tạo dựng sự nghiệp lớn. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau, nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do bất đồng quan điểm, kỹ năng giao tiếp kém cỏi, cũng khiến họ gặp hạn chế trong việc kết bạn, dẫn đến số lượng bạn bè không nhiều. Dù vậy, người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch vẫn có cuộc sống bình an, hạnh phúc và an nhàn hưởng thọ. Họ có lòng dạ hẹp hòi, hơi nhát chết, thiếu dũng khí và tham vọng, thường sống an phận thủ thường, thuận theo tự nhiên. Tuy vậy, họ vẫn được hưởng phúc lớn, mệnh hậu, được hưởng cho trọn vẹn niềm vui của cuộc sống gia đình. Phụ nữ sinh vào tháng này thường lấy được chồng hiền, đảm đang, nam giới lấy được vợ đảm đang, tháo giác. 10. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tiết lập đông, mùa đông bắt đầu, ngũ cốc đã được thu hoạch và cất giữ vào kho, chim chóc cũng khó kiếm được thức ăn. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này thường có tính cách ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuy họ cũng có tham vọng và ý chí, nhưng lại hiếm khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống của họ có phần bấp bênh, không biết cách quản lý tài chính, chi tiêu thiếu cân đối, dù có tiền cũng không biết cách đầu tư để sinh lời. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch nhìn chung không được tốt đẹp cho lắm. Họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, không được hưởng phúc từ tổ tiên, cũng không nhận được sự giúp đỡ từ anh em trong nhà. Tuy có ý chí, lý tưởng và tài trí, nhưng họ lại không may mắn gặp được thời cơ thuận lợi để phát triển. Cuộc đời của họ tuy không phải trải qua những tai họa lớn, nhưng lại gặp phải vô số trở ngại, khiến con đường họ đi đầy gian nan, thử thách. 11. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 11 âm lịch, tuy khởi nghiệp muộn nhưng lại gặt hái được nhiều thành công. Họ may mắn không gặp phải sự hãm hại của tiểu nhân, cuộc sống an nhàn, tự tại. Cuộc đời của những người này trải qua hai giai đoạn, nửa đầu vất vả, nửa sau thuận lợi. Tuy không được hưởng phúc từ tổ tiên và sự hỗ trợ từ cha mẹ, họ lại có ý chí nghị lực phi thường, tự lực cánh sinh và gặt hái thành công bằng chính sức mình. Đến tuổi trung niên, họ được quý nhân phù trợ, mọi khó khăn tan biến, an nhàn hưởng phúc. Nhìn chung, cuộc đời họ ít gặp đại nạn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, đặc biệt là từ tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng và tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn. 12. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng Chạp, tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Tý được hưởng nhiều may mắn, cuộc sống ấm no, thanh bình. Tuy trời sinh họ vào tiết trời giá lạnh, họ lại được ban cho số mệnh sung sướng, chỉ cần chăm chỉ làm lụng, cần cù thì ắt sẽ gặt hái được nhiều tài lộc và phúc đức. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng Trạc khá tốt đẹp, hứa hẹn một cuộc sống bình an, viên mãn. Họ may mắn sinh ra trong gia đình có tổ tiên vững vàng, con cháu được hưởng phúc lộc dồi dào, thừa hưởng tài sản kết xù từ cha ông, cha mẹ yêu thương, anh chị em đùm bọc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Con đường sự nghiệp của họ tuy gặp nhiều khó khăn thuở ban đầu, nhưng nhờ được quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng vượt qua thử thách và gặt hái thành công, sở hữu trí tuệ thông minh, bản tính thật thà, lương thiện, tấm lòng rộng mở, hay giúp đỡ người khác. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp luôn được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuy nhiên, họ cần lưu ý chăm sóc sức khỏe để tránh mắc các bệnh như cao huyết áp, béo phì. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay.
Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.